Xin chào, hôm nay Tây Un giới thiệu đến bạn ba giống rùa kỳ diệu nhất thế gian. Đó là rùa sao, có nguồn gốc ở Madagascar, là loài rùa xinh đẹp đang nằm trong tình trạng cực kỳ nguy cấp do bị mất môi trường sống, bị săn trộm và thu mua trong ngành thương mại thú cưng. Loài rùa này có thể lớn đến 40cm và cân nặng nửa kg. Cũng giống như nhiều loài rùa khác, rùa sao sống rất thọ. Hiện nay con rùa sao sống lâu nhất thế giới được ghi nhận ở Tui Malila, hưởng thọ 188 tuổi. Tiếp theo, loài rùa sang chảnh Leopard, được biết đến với những hoa văn đẹp trên mai, được tìm thấy ở các thảo nguyên phía đông Nam Châu Phi. Nó thường dành cả ngày để ăn cỏ và các loại xương rồng. Nhìn nó giống như đang mang một gánh nặng trên lưng, nhưng sự thật khá nhẹ. Rùa leopard rất nhanh nhẹn, thậm chí có thể leo trèo. Móng chân của chúng thích nghi với việc đi lại trên bề mặt thô ráp như gỗ và đá cứng. Chúng cũng có thể đi dưới nước 10 phút. Đừng bao giờ đánh giá thấp loài rùa này nhé. Cuối cùng là rùa cạn châu Phi, loài rùa lớn thứ 3 trên thế giới và lớn nhất trên cạn, có thể lớn đến 1 mét và sống thọ từ 50 đến 150 tuổi.